Thì 12 triệu thủ công phá. Với sức chịu đựng của tiết hầu hay còn gọi là huyệt thiên đột, là một trong những điểm yếu trên cơ thể con người. Nhưng qua quá trình tập luyện kết hợp các yếu tố ý, khí và lực, cán bộ chiến sĩ đã khắc phục điểm yếu trên. Đảm giải lực tốt, sức mạnh dẻo dai cũng có thể thực hiện thành công.